bắt đáy thực sự là một cái trò chơi mà rất là nguy hiểm thưa chị em và các bạn. Nhiều chị em và các bạn cho rằng là khi thị trường giảm trong hai phiên gần đây, đưa cái chỉ số VN Index từ 1010 mấy, tức là gần 1020, mà giảm về tới 972, là giảm khoảng 50 điểm, thì quý anh chị em và các bạn sẽ suy nghĩ tới cái câu chuyện đó là gọi là bắt đáy. Thực tế thì thưa với anh chị em và các bạn, thì nhìn trên cái biểu đồ kỹ thuật của VN Index thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta, VN Index giảm được phiên thứ này là phiên thứ tư, trong đó đan xen một phiên hồi phục từ ngày 19 tháng 3 năm 2019. Và theo lịch sử từ trước tới nay, tức là từ trong các cái quá trình giảm trước đó, đây thưa anh chị em và các bạn, thì chúng ta thấy rằng là chưa bao giờ thị trường có cái câu chuyện mà xác định cái xu hướng gọi là suy giảm, mà nó có thể dừng ngay trong vòng 1 đến 3 phiên. Và do đó thì chúng ta nên hạn chế, hoặc có thể dùng một từ đó là không nên gọi là bắt đáy trong những cái nhịp thị trường hồi phục. Đó là cái chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn. Thì gần đây chúng tôi đã có một số video nói về cái câu chuyện đó là các cái chỉ số trên VN Index đã có những cái dấu hiệu của câu chuyện là kết thúc cái đợt gọi là tăng điểm kể từ sau Tết âm lịch. Và khi mà nó kết thúc như vậy thì nó sẽ có những phiên gọi là giảm mạnh, cộng với câu chuyện đó là các cái chỉ báo liên quan, gồm có các cái chỉ báo MACD cũng như là Momentum, nó sẽ chậm lại. Và tác động của thị trường tài chính chứng khoán của thế giới trong phiên gần đây thì giảm mạnh. Do đó thì chúng ta kết luận được rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không nằm ngoài cái cuộc gọi là suy giảm của thị trường chung. Và anh chị em và các bạn lưu tâm rằng là vậy khi nào thì chúng ta gọi là có thể bắt đáy hoặc là nên tham gia thị trường. Thì thưa với anh chị em và các bạn, nhìn ở góc độ ngắn hạn lướt sóng thì chúng ta sẽ không có cái kết luận nào chính xác cho cái câu chuyện là khi nào vào và khi nào sẽ gọi là nên xem xét bắt đáy. Bởi vì thực tế thì các tín hiệu đều phải do thị trường báo. Ví dụ như trong một cái đợt tăng điểm từ lúc mà thị trường giảm từ ngày 10 tháng 4 đến nay, thì mỗi lần hồi phục của thị trường nó đều kéo dài trong vòng không dưới 20 đến 30 phiên. Và thậm chí là hai đợt tăng điểm ngày 11 tháng 7 tới tận là 28 tháng 9, và đợt tăng điểm gần đây nhất là hiện tại thì là từ ngày mùng 3 tháng 1 tới tận ngày gần đây nhất, đó là ngày 19 tháng 3. Vậy thì cái đợt tăng điểm như vậy nó rất là dài, do đó chúng ta không cần phải tìm cách để bắt đáy. Chúng ta cứ bình tĩnh xem xét thị trường, xem là thị trường di chuyển như thế nào và cái cách điều chỉnh ra làm sao. Thì chúng ta sẽ vào lại thị trường khi mà nó xác nhận một cái xu hướng mới rõ ràng và có những cái đợt điều chỉnh một cách gọi là cụ thể, có thời gian cho thị trường điều chỉnh hợp lý. Thì cái việc dự báo điều chỉnh của thị trường thì chúng tôi đã đưa ra ở nhiều video trước đó. Tuy vậy thì những video nhắc như thế này không phải là đến bây giờ mới dự báo thị trường điều chỉnh, mà chúng tôi nhắc lại và động viên cũng như là đưa ra những nhận định, những cái phán đoán và phân tích để anh chị em và các bạn có góc nhìn kết hợp với những thứ anh chị em và các bạn đang nghĩ để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Và thêm thế nữa thì cái lòng tham không được trỗi dậy khi thị trường có những cái phiên như thế này. Bởi vì cứ mỗi lần như thế này thì thị trường nó sẽ quắt xuống rất là sâu. Ví dụ như nó có thể xuống tới 20 điểm trong đầu phiên ngày hôm nay. Đây anh chị em và các bạn thấy đầu phiên ngày hôm nay thì nó giảm tới, có thời điểm nó giảm tới 20 mấy điểm luôn. Đấy, thì nó sẽ có những đợt hồi lên. Và một số anh chị em và các bạn vừa có thể bán ngày hôm qua hoặc ngày hôm kia hoặc ngay buổi sáng ngày hôm nay thì có khuynh hướng là sợ thị trường lên ngay và mua lại. Chúng tôi khẳng định rằng là gần như tất cả các cái đợt suy giảm bắt đầu từ phiên thứ 3, thứ 4 thị trường, nó là cái mới chỉ là phiên gọi là thể hiện rõ nét hơn cái đà giảm, chứ nó không phải là dừng cái đợt giảm. Nó có thể hồi phục ngắn hạn trong ngày hoặc là một vài phiên, nhưng nó sẽ còn phải kéo dài ít nhất là 10 đến 15 phiên. Do đó anh chị em và các bạn không nên đẩy tiền vào ngay để vội vàng tranh gọi lại cái cổ phiếu mà mình vừa bán đi cái giá thấp hồi nãy hoặc là ngày hôm qua để mua ngay lại giá cao hơn. Điều đó sẽ dẫn đến những cái câu chuyện là anh chị em và các bạn sẽ bị cuốn theo cái đà tăng giảm giảm của thị trường. Và cái kết cuối cùng là anh chị em và các bạn là bán giá thấp và mua giá cao, sau đó lại bán tiếp giá thấp và mua giá cao. Liên tục thị trường nó biến động theo các cái chu kỳ ngắn hạn có, trung hạn có, dài hạn có. Nhưng có anh chị và các bạn thì đôi khi vì cái cảm xúc tâm lý là vừa bán xong sợ mất cái cổ phiếu đó nên vội vàng mua lại giá cao hơn vừa bán. Nó sẽ dẫn đến những cái câu chuyện mà nó không vui một chút nào, và dẫn đến anh chị và các bạn có thể thua lỗ ngay trên xu hướng gọi là tăng điểm. Hoặc anh chị và các bạn đã đứng ở ngoài được thị trường bình tĩnh rồi, quan sát rồi nhưng lại vẫn tham gia lại thị trường trong những cái nhịp như này. Thì chúng tôi theo sát thị trường như vậy là mục đích cũng chỉ là cung cấp thêm thông tin cho quý anh chị em và các bạn để có nhiều thông tin hay hơn, bổ ích hơn và tài liệu tham khảo hơn. Đây là những cái khuyến nghị không có gọi là
áp đặt để quý anh chị em và các bạn làm theo. Anh chị em và các bạn có thể tham khảo thêm các nhà tư vấn khác, cũng như là anh chị em và các bạn hãy quyết định trên cái tài khoản của mình, tham khảo thêm cái ý kiến cá nhân của chúng tôi. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo, mà chúng tôi sẽ cập nhật tình hình thị trường. Khi giảm rồi thì sao, giảm đến đâu rồi, giảm đến đâu đến đâu, chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên cho quý anh chị em và các bạn. Hãy tiếp tục đón xem những cái cập nhật của chúng tôi trên kênh Thắng ơi, và đừng quên like, share và đặc biệt là đăng ký kênh để có video cập nhật mới sẽ thông báo lên tài khoản của quý anh chị em và các bạn, tài khoản Gmail của quý anh chị em và các bạn. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng việc like, share và chia sẻ video để nhiều người cùng biết hơn, để chúng ta có một thị trường chứng khoán minh bạch hơn, hiệu quả hơn, và có thể là sẽ đem lại những cái kết quả tốt đẹp cho quý anh chị em và các bạn. Xin chào anh chị em và các bạn.